cháu mình, Tùng Dương là con cháu, mình không chấp với nó. Nói thật vậy. Mà mình chỉ biết nói này này, tiện đây livestream bạn hỏi vậy thì mình chỉ nói này này. Nếu mà Tùng Dương có nghe thế nhá, thì chú Tế có nói này, chú đáng tuổi cha chú, cháu, chú không chấp với cháu. Chú không phải là giang hồ mõm như cháu. Hiểu chưa? Chú là người thật việc thật. Còn cháu mà động chạm đến cháu mắng chú ấy chả sao cả. Chú bảo, cháu bảo là tao không tôn trọng thực tế, ok. Chú cần cháu phải tôn trọng chú đâu. Hiểu chưa? Nếu mà cháu không tôn trọng chú thì ra xã hội sẽ có người ta không tôn trọng bố cháu thôi. Đó, mà bố cháu thì đang liệt đấy, lấy vợ chuẩn bị có con rồi đấy. Đâm nên là mình sống cho mình bớt cái khẩu nghiệp lại. Chú không liên đới đến cuộc đời của cháu. Hiểu chưa? Cháu này lôi chú ra làm gì? Hiểu chưa? Sống cho tích đức cho bố mình đi. Bố mình liệt đấy. À, con mình, vợ con mình đi. Thế nên thật. Thế là chú thì gửi đến cháu Tùng Dương đôi lời nhá. Chú thì chú không phải lên clip với cháu làm gì cả. Đó là con cháu không chấp. Cháu lên live stream cháu khà khịa chú bảo là mày tao không tôn trọng thằng Tế Điên, mặc dù nó đáng tuổi chú, tuổi cha chú đấy. Cháu không tôn trọng chú thì người ta có tôn trọng bố chú cháu đâu. Cháu hiểu chưa? Mà chú cũng chả cần cháu phải tôn trọng cả. Vì ba cái kiểu là đâm môi chấm lưỡi ở cái mạng xã hội chú không thích. Cháu hiểu chưa? Mày vần chú cũng được, mày muốn làm gì chú cũng được. Nhưng là chú nói thẳng luôn đấy, Tùng Dương ạ. À, nói là việc của mồm. Làm được mới là quan trọng. Đó, tích đức đi. Bố liệt đấy, thấy chú xem những cái clip của cháu cũng là một người con hiếu đấy. Chăm bố liệt rồi ở bên bố đấy, cũng là lấy vợ rồi, chuẩn bị có con rồi, tích đức đi cho cháu ạ, à, để cho bố còn sống lâu. Thấy chưa? Đẻ con ra nó còn được lành lặn. Mình sống mình ấy là mình sẽ mình tạo nghiệp là bố mình lại giảm thọ với mình đấy. Anh nói thật. À, chú nói thật với Tùng vậy nhá. Đó. Sống tích đức đi cháu ạ. Hưng con chào Tế nhé. Chào thiên hạ nhá. Chào Còi. Chào bà ngoại xì tin nhá. Anh chúc em và gia đình những điều tốt đẹp nhất rồi. Hợi Chi Lê, cái đấy cái chuyện người ta tuổi gì thì mình không nói. Như là Tế Điện thì sống nó người thật vực thật. Mình chả đi cả kịa nó lôi mình vào nó tự nhiên mất hay ra. Mình thì kể chuyện tù ngày xưa còn nó tù bây giờ. Nó cái chuyện nó đùm bọc bao nhiêu anh em thì cái đấy là vấn đề của nó. Đúng không? Mình Tế Điện thì mọi người biết rồi. Hay ho gì cái chuyện nhà tù với làm luật làm lá đâu. Thế là mình muốn chia sẻ lên để làm gì? Để cho các cháu nhìn thế vậy. Mà các cháu đừng có xa chân với được phạm tội thôi. Nó bảo mình thế nọ thế kia rồi nó bảo là không tôn trọng mình. Tế Điên thì cần gì nó phải tôn trọng đâu, không cần nó tôn trọng. Không cần nó. Thấy chưa? Tôn trọng mày không ở ló chứ. Đúng không mọi người? Mình có cần nó phải tôn trọng mày đâu. Nhưng là giữ được cái đức một tí. Khẩu nghiệp bố thì như vậy, vừa lấy vợ đấy, sinh con làm sao cho nó ấy vào. Mình càng tích đức bao nhiêu thì bố cháu sẽ được sống lâu đi bao nhiêu. Mình sống thất đức, mình ác cái miệng này, ác khẩu này. Đó. Người ta bảo ở đời mà luật nhân quả nó gieo gớm lắm, không từ thằng nào cả. Còn chú thì chú Tế thì chú không phải là giang hồ mõm, chú là người thật được thật. Thế thôi. Và bây giờ thôi tha cho chú Tùng Dương nhá, để cho chú bán nước, chè, kiếm tiền. Cháu ạ. Thế chứ còn có nói bằng mồm với nhau thì. Thế chứ. Bây giờ mạng xã hội các cháu với các em mà mọi người biết hết rồi mà toàn có loại dòng hổ mõm có làm được cái gì đâu. Nói nhiều cái lông đít người ta còn chả mất. Thế chứ. Chú nó người thật vừa thật thế này. Cuộc sống của chú thì không bằng cháu Tùng Dương này nhá. Cháu thì bán nước hoa, chú thì bán nước chè thôi đây này. Yeah. Cuộc sống của chú yên bình, chú không phải là cuộc sống của chú là yên bình nhá. Yeah. Chú không tích đức đi. Anh mới lên nhà đi chơi với chị Thảo Giang Di về, đúng rồi, Hợi Chi Lê. Anh lên chơi với em Thảo với anh em ở